hai cái ảnh có nội dung khác nhau ấy. Nhưng mà zoom thì chỉ là phóng to cái ảnh ra lên. Đó. Không. Ví dụ như này nhá. Tôi sẽ kiếm một cái ảnh nào đấy. Cái bàn nó là cái phần rollover nó như này này. Dog đi. Kiếm ảnh con chó nào đấy. Đây ví dụ ảnh con này. View image này, tải nó về này. Document này, CS basic này. Đây là doctor. Xong. Đây là dog bé. Có vẻ không lấy được. Đây rồi. Rồi. 05109 5109 rồi. Đây tôi bê cái này vào đây. Trong đó tạo một cái file tên là index.html. Xong. Trong này tôi có một cái img có src bằng doctor.jpg. Sẽ có width cho nó. Width bằng 300 pixel đi. Được chưa? Bây giờ cái thằng này nó chúng ta chạy đã, xem nó ra cái gì nhìn như nào. Đây đúng không? Con chó to vật đây đúng không? Đây là to rồi. Chúng ta có đoạn script. Script này. Có on click. Đó có nhầm on mouse over bằng zoom. Zoom in. Zoom in. Function zoom in như này thì chúng ta sẽ có cái đây đặt cho nó cái ID đi, ID bằng target copy. Chúng ta sẽ có cái ảnh, có cái ảnh và img bằng document chấm query selector bằng cái target này. Sau đó chúng ta sẽ có cái img.src bằng cái ảnh nhỏ dog nhỏ dog bé dogbé.jpg. Nó là như này này. Chạy nhá. Đấy, đây là du ảnh. Được chưa? Zoom cái ảnh cũ nó là chuyện khác. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái đấy phải sử dụng thư viện chứ không dùng cái này được. Đây là cái rollover của các ông ấy khi mà làm cái hiệu ứng này. Đấy, đây, bạn sẽ nhìn thấy. Đầu tiên là hoa over, hoa out. Được chưa? Thì đấy, đấy là cái sự kiện rollover của ông ấy là khi mouse nhận sự kiện là mouse over lên cái ảnh thì cái nội dung của ảnh nó chuyển sang cái ảnh khác. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái trò là mouse out. Mouse out, on mouse out. Mouse out. Đó, đây là hàm zoom out. Zoom out. Chúng ta có function zoom out. Đúng không? Chúng ta có img.src bằng doctor. Đấy, đấy. Đây là zoom ảnh. Được chưa? Có mỗi thế thôi. Thế thôi.
khá là ngu si. Đấy nhờ, nó chẳng giải quyết vấn đề mẹ gì. Đấy là cái rollover. Nhưng mà nếu mà theo cái cách dạy trước thì bài này nó cái này nó cái mớ này là cái mớ tôi vừa code xong, nó sẽ là một bài lab. Một bài lab nó sẽ như thế này. Tất nhiên là tôi sẽ không cho bài lab này. Đấy là người khác thôi. Được chưa? Nào, lại sử dụng sự kiện on mouse over on mouse out. Chạy zoom in thì zoom in nó thay cái ảnh gốc bằng cái thuộc tính src của ảnh gốc bằng cái ảnh khác, ảnh đó con chó bé. Khi mà mouse out ra thì chúng ta sẽ có thay lại cái src của cái ảnh bằng con chó to. Đấy là rollover. Được chưa? Chứ còn thực ra nếu mà chúng ta muốn cái hiệu ứng zoom ấy thì chúng ta search là JavaScript zoom image ra đây mà. For JS này. Để nhiều lắm. Thấy không? Thấy không? Đây mới là zoom ảnh này. Thấy chưa? Thì cái hàm của nó này. Đây này. Nó thay đổi cái trạng thái của cái ảnh đi. Offset này, current target này, zoom offset x, các thứ các kiểu, xong rồi offset x chia cho zoomer offset width nhân với 100, tức là thay đổi cái kích cỡ của ảnh và thay đổi cái vị trí của con chuột khi mà zoom lên. Thì đấy là cái cơ chế của nó khi mà thực hiện zoom ảnh như này. Thấy chưa? Vẫn làm việc trên một cái ảnh thôi. Đấy. Tiếp theo, cái này có không? Đây, zoom in này, zoom in này, zoom out này. Các bạn thấy gì? Các có thấy width của cái ảnh nó thay đổi không? Đúng, width cái ảnh nó thay đổi không? Nó chỉ thay đổi cái width thôi, làm cho cái ảnh to ra. Thì đấy nó là zoom ảnh kiểu nông dân. Để tôi coi nào. Xem tôi mới. Đây. Đây là zoom kiểu chuyên nghiệp này. Nhá. Yeah. Zoom kiểu jQuery mà trong các cái shop của chúng ta thì thường thường các cái trang thương mại điện tử ấy, thường thường người ta sẽ thực hiện zoom kiểu này. Đúng không? Đây. Zoom đến đâu chỉ để hiển thị cái đoạn màu ở đấy thôi. Slide. Nhá. Yeah. Đây mới là zoom xịn này. Toàn mẹ. Úi giời. Bố ơi. Đây. Căng luôn. Nhưng mà cơ chế của này nó lại hay, nó lại buồn cười. Đó là nó vứt, nó sẽ có cái nó sẽ làm cho chúng ta hai cái ảnh. Một cái ảnh bé, một cái ảnh to. Cái ảnh to cái khi mà zoom có nghĩa là hover con chuột vào ấy, dí con chuột này vào thì cái ảnh to nó mới được thể nó mới được display ra ở trên này. Và nó sẽ bắt cái tọa độ ở bên cái ảnh nhỏ tương ứng, nó hiển thị cái tọa độ ở ảnh to tương ứng vứt ra ngoài. Không, tính là phần trăm hết mà. Hả? Cái này á? Tôi không nhớ lắm nhưng mà hình như là hai ảnh đó. Đây này. À ừ. Biết vì sao là một ảnh cũng được không? Đấy à? Cái này gì? Đây này, đây là ảnh gốc này, đây là cái ảnh nhỏ này. Nhìn thấy không? Small image này. Ảnh này với lại ảnh zoom này. Thì tất nhiên nó không tìm được cái ảnh nào to hơn thì nó phải chạy cái ảnh gốc rồi. Tôi nói thẳng thẳng nhé, ví dụ tôi hỏi công như này nhá. Công ăn cơm bằng gì? Bát với đũa đúng không? Không có bát với đũa quan được cơm không? Bốc vẫn ăn được đúng không? Đây cũng thế. Hiểu vấn đề chưa? Nó nếu mà đẹp nhất thì nó vẫn cứ lấy cái ảnh to hơn để nó chiếu sang. Đúng chưa? Còn nếu mà nó bần cùng bất đắc dĩ ăn, nó không có bát, không có đũa thì nó bốc thôi. Nó zoom trên cái ảnh nhỏ. Nhưng mà nếu mà tình huống zoom trên ảnh nhỏ thì nó sẽ bị vỡ ảnh, khả năng cao. Đúng chưa?
Đấy là lý do vì sao mà người ta, tôi mới nói là người ta sẽ làm là hai cái ảnh. Được chưa? Đấy là cơ chế của nó. Đấy, chúng ta có thể sử dụng cái thằng này, nhưng mà hình như thằng này có jQuery sao nhỉ? jQuery. Thôi, chưa học jQuery, bỏ qua. Đấy là xong cái phần đầu tiên của chúng ta là cái phần rollover, demo rollover, thay đổi nội dung ảnh thành một cái ảnh khác. Rồi, đây là slideshow, chính là cái bài hôm trước. Thì nó chẳng có cái gì cả. Cái này có khó không? Có cần phải chỉ lại không? Không chỉ nữa đâu nha. Hỏi cho vui vậy thôi. Đây này, không khác gì cái ví dụ của tôi mà. Nó có current index bằng 0 này. Đâu? Onload à? Thì sao? Cái gì mà chạy xong thì mới chạy? Thì sao? Onload này, cái sự kiện onload này là cái sự kiện là onload là cái sự kiện nó tải hết toàn bộ nội dung của trang HTML, tức là cái trang HTML của chúng ta sẽ có những cái nội dung gì? HTML này, đúng không? Ảnh này, các nội dung của file CSS này, các nội dung của file JS này, nó tải về hết rồi thì nó bắt đầu chạy cái hàm này. Hiểu chưa? Ví dụ như sau đây, tác dụng của cái hàm onload này. Cái này nó cũng phải dạy lại. Ví dụ như sau. Đây nha, tôi thay cho cái sự kiện là on mouse over nhé. Đây, bỏ cái này đi. Chúng ta bỏ hết cái mớ này đi. Rồi chúng ta nhìn thấy cái IMG đấy đúng không? IMG là cái query selector này. Chúng ta sẽ có IMG.event add event listener. Đây là mouse over. Gọi đến cái hàm zoom in. Gọi đến cái hàm zoom in. Được chưa? Cái này có nghe cái đoạn này này có nghĩa là cái đây là chúng ta tìm được cái DOM này. Cái DOM là cái ảnh này. Sau đó chúng ta thêm cái sự kiện là lắng nghe. Đây là add thêm event listener, là lắng nghe sự kiện mouse over. Thì cứ khi chúng ta mouse over một cái ảnh này thì nó sẽ chạy cái hàm zoom in. Được chưa? Và chúng ta tiếp tục duplicate cái này lên mouse out. Đây là zoom out. Cái này đúng không? Rồi tôi chạy. Nó cũng giống như kia thôi. Chẳng qua chúng ta viết cái sự kiện đấy bằng JS. Chúng ta không có on gì ở trên này nữa đúng không? Được chưa? Rồi xong. Cái nữa. Thế nếu mà bây giờ tôi đặt cái script này lên trên có chạy không? Vì sao không? Đúng rồi. Tèo luôn. Đúng không? Bởi vì nó không tìm được cái IMG này, cái thẻ IMG này. Thế nên là tèo. Thế nếu mà bây giờ tôi tiến hành nhét toàn bộ cái mớ này vào một cái function. Đây là rollover đi. Đúng chưa? Tôi viết nội dung vào đây. Tôi bê cái này onload vào cái rollover. Như này. Có chạy không? Được chưa? Đây, nguyên lý của nó là chờ tất cả các tài nguyên ở trên màn hình của chúng ta tải hết về trình duyệt rồi mới chạy đoạn script này. Thế thôi. Đấy là hàm onload. Tiếp theo là cái demo làm slideshow. Thì tôi sẽ dịch chúng ta ra chứ tôi không code lại nữa. Đầu tiên chúng ta có cái
ảnh ARR, đúng không? Ảnh ARR. Tiếp theo chúng ta có cái biến là var current index bằng 0, tức là vị số đến là 0. Function lốp ảnh thì sẽ có là for var y bằng 0, y nhỏ hơn 6, y cộng cộng a ảnh ARR, vị trí thứ y bằng new image, ảnh ARR src bằng ảnh ở vị trí thứ y chấm gpg. Xong. Đấy, cái này ý nghĩa của nó chỉ là đơn giản là tải cái nội dung của tất cả những cái ảnh, đường dẫn của tất cả những cái ảnh hoặc là các cái đối tượng ảnh nhét vào trong cái ảnh ARR thì sao xong. Tiếp theo là function next. Khi mà chúng ta bấm vào cái nút next ấy, nút next thì nó sẽ chạy các bạn cái lệnh này. Ở đây có nếu current index nhỏ hơn 4, tức là 0 1 2 3 thì cái current index này sẽ cộng cộng lên. Tức là nếu đang bằng 0 thì cộng 1. Được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta sẽ có document get element, tức là hoa là cái ảnh này, chấm src, tức là cái giá trị của thuộc tính src của cái ảnh, bằng ảnh ar element src. Thì như vậy thì cái ảnh nó sẽ được thay đổi bằng cái đường dẫn của phần tử thứ current index. Ví dụ phần tử đang bằng index này bằng 0, next một cái thì index bằng 1, thì nó sẽ thay cái ảnh nội dung hoặc cái nội dung ảnh ở trong cái ưu lượng này bằng cái phần tử vị trí số 1 ở trong cái phần ảnh kia, ở trong cái ảnh AR này là xong. Tương tự với cái phần back, tương tự với cái phần back nó cũng làm như vậy, thì nó thay bằng cái index trừ trừ vậy thôi. Nếu mà cái này thì lên cái ảnh cuối nó phải không next. Next được. Đây này. À, đúng rồi, cái này đến ảnh cuối nó không next được. Nó không eo. Chúng ta nếu mà đặt eo vào đây thì current index nếu mà bằng 4 rồi chúng ta reload, chúng ta set lại giá trị của cái current index này về 0 thì nó chạy lại từ đầu. Ô, nhưng mà em thấy cái function bắt ảnh nó lại chạy được. Chẳng biết, cái đấy chắc là nó phải chạy ở cái đoạn nào đấy rồi. Đây, onload, load ảnh rồi này. Đấy, đúng chưa? Bản đồ ảnh HTML cung cấp thẻ map để tạo bản đồ ảnh, thẻ map đi liền sau thẻ IMG thuộc tính IMAP được. Tôi cũng chưa dùng cái này bao giờ. Hay phết này. Nó nhét những ảnh đó thôi mà. Name nam app, name bản đồ này, tính name. Cái này để check sau nhá, tí để có thời gian để check sau. Bởi vì tôi cũng chưa vẽ cái map ở trên cái phần này bao giờ. Tí nó thử search xem có được không. Đây là cái gì đây? Các điều khiển. JavaScript cung cấp các điều khiển để tương tác với người dùng. Select box, check box, radio button và form. Một element được định nghĩa thêm một thuộc tính name, ví dụ như các điều khiển checkbox, radio button có thể dùng attribute name để truy cập đến một nhóm các element có cùng giá trị attribute name. Chẳng hiểu biết gì. Chờ tí nhá, để xem cái gì. Chúng ta dịch cho cái đoạn này nghĩa là gì? Đầu tiên có bốn cái input. Input type bằng checkbox đúng không? Sau đó chúng ta sẽ script type bằng text JavaScript này. Check ARR document get elements by name là test. Đây name này, test đây. Sau đó var str bằng string rỗng tạo một vòng for qua tất cả các cái checkbox ARR len, nó sẽ lấy ra cái attribute checkbox ARR ở vị trí thứ y, tức là từng chạy qua từng cái input này một, lấy cái value của nó ra và hiển thị. Cái này hơi nhảm nhí. Thấy chưa? Tôi sẽ dạy các bạn cái hay hơn. Như sau. Tôi comment tạm cái thằng này vào nhé.
À thôi, tạo ra file khác đi. Tương tác với checkbox. Ví dụ như sau. Chúng ta cũng có input type bằng checkbox. Có cái name là test đi. Có value là what. Thấy chưa? Đây là chữ what. Tôi không thích. Your name. Đây là dấu hỏi chấm. Rồi, nó chạy thử xem nó ra cái gì. What's your name đúng không? Bài toán bây giờ của chúng ta sẽ là như sau. Nếu mà tôi bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị cái alert là chữ what. Tôi ok cái alert, sau tôi bấm vào tiếp vào đây thì nó sẽ hiển thị cái alert là what your. Tôi bấm tiếp vào đây hỏi chấm, tôi bấm vào cái hỏi chấm này thì nó sẽ hiển thị là what your hỏi chấm. Nếu tôi bấm nốt vào đây thì sẽ là what your name hỏi chấm. Được chưa? Tức là bấm vào đâu thì hiển thị cái nội dung của những thằng đã được bấm. Đúng không? Giờ chúng ta làm như thế nào? Giờ làm nào? Loại script thôi. Script, đầu tiên chúng ta phải bước 1 là xác định tất cả các thẻ input checkbox. Đúng không? Tôi không cần cái name này luôn. Xác định thì chúng ta có 1 tỷ cách xác định đúng không? Chúng ta có thể xác định bằng name, có thể xác định bằng bằng type, có thể xác định bằng cái gì cũng được, tên thẻ cũng được. Ví dụ chúng ta có thể xác định bằng ví dụ và checkbox arr bằng document.query selector all. String ở đây là input. Có cái type bằng checkbox. Console.log ra để checkbox arr. Chạy thử cái biết ngay. Đúng không? Node list bằng 4 cái thẻ input. Đúng chưa? Cái này nó giống như CSS thôi mà chứ có cái gì đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt sự kiện, tạo sự kiện, tạo cái việc bắt sự kiện cho bằng đấy cái thẻ kia. Chúng ta sẽ có như sau. For y bằng 0, y nhỏ hơn checkbox arr.len. Mỗi cái checkbox arr chúng ta sẽ có là add event listener on là on chain. À, on click chứ quên. On click hay là on chain nhỉ? On chain thử xem. Chúng ta sẽ có một cái hàm callback ở phía sau này. Callback ở phía sau này chúng ta có thể gọi là get value this. Thì ở phía ngoài này chúng ta sẽ có cái hàm function là get value e. Chúng ta sẽ có cái console.log. Đây là e.value. Thử xem có chạy nhá. Cái gì mà undefined này trời. Trời thử. Thôi, tôi viết callback như này luôn. Rồi. Rồi. Undefined.
Amplify à, đủ. Chờ tí. Được chưa? Lấy giá trị chưa? Thì cái này ý nghĩa là như nào? Đầu tiên tôi xác định tất cả các thẻ input có type bằng checkbox trên màn hình này. Đúng chưa? Sau đó tôi tiến hành là chạy một vòng lặp qua từng phần tử, tức là qua từng cái input này một, thêm cái sự kiện là add event listener cho tất cả các cái cho tất cả các thẻ đó. Sau đó tôi sẽ chạy cái code nằm trong này, trong cái hàm này. Hàm này là gọi là hàm callback ở phía sau, xử lý sau khi có cái sự kiện on chain cho các thẻ input kia. Thế bây giờ sao? Bây giờ sao? Đã lấy được rồi thì chúng ta có thể là tìm đấy này, chúng ta hoàn toàn có thể tìm tất cả các thẻ, tìm tất cả các thẻ checkbox có trạng thái là triggered ở trên màn hình này bằng JavaScript. Ví dụ như sau, tôi có var list triggered bằng document chấm query selector input checkbox input time checkbox, chứ quên, xin lỗi các bạn, time bằng checkbox và có trạng thái là triggered console.log ra cái list triggered mấy cái. Mấy cái? Đúng 4 cái không? Tôi bỏ bớt 1 cái đi nhé. Còn 2 nữa. Đây là dùng query selector của CSS để tìm ra tất cả những cái thẻ input time checkbox có trạng thái là triggered. Chưa check nữa hả? Không biết. Chẳng biết làm nào. Có thể là cái thuộc tính triggered bằng false, đúng không? Được chưa? Tìm được hết rồi này. Bây giờ có gì? For và bằng y g đi, g nhỏ hơn g nhỏ hơn list triggered chấm len. Chúng ta sẽ có var str bằng rỗng này. Bây giờ chúng ta sẽ có cái list checked ở vị trí thứ y.value, đúng không? Chúng ta sẽ có str cộng bằng với cái này cộng với dấu cách. Và cuối cùng chúng ta sẽ có str bằng str.trim. Trim là loại bỏ khoảng trắng ở hai đầu của chuỗi. Sau đó chúng ta tiến hành là alert. À thôi thì console log đi. Str what? Ôi giời ơi. Check ở vị trí thứ y value. Hả? Lead tracker. Từ từ bình tĩnh. À đây là gì? Xin lỗi các bạn. What your name? Hỏi chấm. Đúng không? Theo đúng thứ tự mà. Đây nha, bỏ hết đi nha. What hỏi chấm do theo đúng thứ tự hiển thị mà. Bây giờ tôi chỉ đơn giản tôi đảo cái vị trí thằng này lên phát là khác ngay này. Được
nó theo đúng vị trí hiển thị. Đảo hỏi chấm lên thứ hai. Cơ chế của không cơ chế của cái việc query selector hay là document document get element ấy, nó sẽ quét từ trên dưới. Nó đọc một lượt file HTML từ trên dưới, thằng nào xuất hiện trước thì nó đọc trước, nó nạp trước vào. Đúng không? Đây này, do tôi xác định lại thẻ mà lại mà. Tôi xác định lại cái các thẻ lại mà. Được chưa? Đấy nó là cái check. Đây là một bài, một cái ví dụ tương đối điển hình ở trong cái việc xử lý về checkbox. Ngoài ra chúng ta còn nhớ cái này không? Chúng ta dùng thường xuyên ấy. Nhớ. Tự mất đấy. Nhớ. Tiến còn nhớ không? Môn GS nâng cao học rồi. Vừa mới học xong. Này biết làm thế nào? Logic của phần này sẽ như nào? Rock. Nhanh lên. Hải đi học muộn đúng không? Anh đi sớm rồi. Tối trên đường rồi. Đã sợ. Rồi chúng ta sẽ có một cái bảng thế này. Trong bảng sẽ có một cái TD đầu tiên của chúng ta là cái check. Các loại check như này. Dạ. Rồi. Bây giờ có 3 loại như này. Bây giờ cứ cho thằng này là parent đi. Cái ID của nó là parent. Tất cả thằng này có cái ID là try. Class là try. Được chưa? Bây giờ logic của chúng ta sẽ là như thế nào? Khi điều kiện 1, khi parent được click, parent được check thì try check. Được chưa? Khi mà tiếp theo 2 là khi on try check thì parent phải check. Hai cái này đều tương đương. Thấy chưa? Nhưng mà nếu mà không phải là toàn bộ try được click, được check. Thấy chưa? Thì thằng này phải tự động bỏ cái check tuyệt đỉnh. Có bỏ thế không? Hết không? Và thằng này khi mà người ta có cái sự kiện là on click vào nó mà cái value và cái trạng thái của nó là không được check thì tất cả các con không được check. Đấy là cái vấn đề chúng ta phải làm và đây là sẽ là bài làm thôi. Bài này tôi sẽ không chữa đâu. Đây sẽ bài lắp tới cho chúng ta. Chưa học thì tự tìm đấy. Ai dạy? Hả? Đây này. On click này. On train này. On train cho tất cả các thẻ. Nhiều cách làm lắm. Thì đi làm thì cũng có ai biết cái gì đâu. Rồi tiếp theo đấy là cái trigger này. Thế còn cái select thì sao? Select thì chúng ta có thể lấy được giá trị của cái thẻ input, à của cái thẻ option đang có trạng thái là selected. Được chưa? Đó. Thì cái này nó cũng dễ thôi. Get element by id chấm value. Thế xong có thể thiết lập lại được giá trị được chọn bằng cách select. Cái này là cái đấy nhá, ví dụ tôi làm như này, đây là selected này. Cái này chắc cũng phải làm ví dụ. Chúng ta sẽ có cái thẻ select
có ID target. Đây là Mỹ Đình, ví dụ thế. Value bằng 2 thì là Mỹ Tho. Value số 3 là Nhật Tân. Đấy. Value số 4 là Thái Nguyên. Như này đúng không? Chúng ta sẽ có thể làm cái việc như thế này. Đây là on click. À, phải nhầm on chain. Tôi bị toàn bị nhầm. On chain. Nó sẽ bằng cái sự kiện là get value. Chuyện này là this. Chúng ta có thể console.log cái e.value ra ngoài. Cái e ở đây nó chính là cái thẻ select này. Được chưa? Thử cái. Ba. Đúng nhá. Bốn. Xong chưa? Đấy là cái đầu tiên, là cái lấy ra cái giá trị được chọn của thẻ select bằng JavaScript. Thế nếu bây giờ tôi muốn là tôi có thêm một cái button ở đây nữa. Có một cái button ở đây nữa. Có cái sự kiện on click. Ở đây nó sẽ là get NT, get Nhật Tân, set Nhật Tân. Ở đây là click me. Như này. Chúng ta sẽ có cái function set NT. Click me. Thì chúng ta sẽ ở đây, chúng ta sẽ có cái hàm này có yêu cầu là như sau. Khi bấm vào nút click me thì giá trị Nhật Tân tự động được chọn trong thẻ select. Được chưa? Giờ làm nào. Cái Nhật Tân kia có value bằng mấy? 3 đúng không? Chúng ta tự cứ thử thử viết như này nhá. Đầu tiên là cái va select bằng document.get element by id là target đúng không? Đúng chưa? Bây giờ thử cái nhá. Value as select.value bằng 3. Thử ra một chuyển sang nhá. Xét sang chưa? Khi mà load ra ban đầu nó sẽ bằng cái giá trị đầu tiên hoặc là bằng cái nào selected. Nhưng mà nếu mà set lại giá trị thì nó sẽ tự động bằng cái giá trị chúng ta chọn như nào. Được chưa? Xong. Thì đấy là tương tác với thẻ select. Còn nếu thích, chúng ta hoàn toàn có thể là tương tác được với thẻ option cũng được. Nếu mà không thích, làm việc với thẻ select bằng cách là set cho cái thẻ option một cái thuộc tính là selected là xong. Đấy là cách thứ hai. Cái đấy các bạn tự tìm hiểu. Ừ.
đây là select box này. Cái lâu cán trích cực bằng cái tên. Hả? Bằng cái tên. Làm sao? Đây á? Làm sao? Thì sao? Cái này không phải là cái tên nhé, cái này là cái giá trị. Bài tập về nhà. Tìm cách thiết lập và truy cập giá trị được chọn của checkbox trên IE. Nhớ là IE nhá. Rồi để coi nào xem cái phần validate nó như nào. Radio button. Radio button thì nó khá giống checkbox. Bởi vì cái việc chọn một cái phần tử nào đấy ấy, thì nó sẽ là cũng checkered. Cũng sẽ là checkered. Validate đâu? Đây là form và kiểm tra form. Đây, phần này chúng ta sẽ vừa học về cái validate form bằng bằng JavaScript giống như Facebook các thứ các kiểu. Sự kiện submit. Cái này nó cũng dễ mà, chẳng có gì đâu. Chờ tí để tôi xem có cái ví dụ nó hay hay cho chúng ta xem. À, thế này đi. Nó sẽ là như thế này này. Tôi tạo một cái file mới tên là validate.html. Được chưa? Có form. Action bỏ qua đi. Method bỏ qua đi, chúng ta sẽ có cái ID target. Username. Password. Ví dụ như này. Có một cái form như sau. Username, password. Chúng ta sẽ tiến hành validate cho cái form này. Thứ nhất là username bắt buộc phải viết giá trị vào. Input cũng bắt buộc, cái password cũng bắt buộc phải viết giá trị vào trước khi submit lên. Đúng không? Ví dụ như ở đây nếu mà cái form của chúng ta submit thành công, nó sẽ chuyển sang google.com. Ví dụ như action bằng google.com. Ví dụ như này. Submit form đã sang là google.com đúng không? Nếu mà viết đúng ra thì phải là http 2.// back lại reload trả đúng không? Nên là giá phải trả cho cái việc submit fail, cái việc validate fail. Thế bây giờ chúng ta phải làm như thế nào để validate được cái form này? Chúng ta sẽ làm việc như sau. Function script. Chúng ta sẽ có cái sự kiện, chúng ta sẽ có cái var form bằng document chấm
Query Selector bằng cái ID của nó đúng không? ID là target. Các bạn thích viết on submit hay là add event listener? On nhá, thôi on cho nhanh. Rồi chúng ta sẽ có như sau. On submit bằng validate form chuyển về this. Function e console.log ra e rồi và return false. Coi này, nó vẫn đi à? Được chưa? Không đi nữa đúng không? Đó, ra cái này. Xong chưa? Form. Bây giờ chúng ta có cái e. E nó chính là cái biến e ấy, nó chính của à đây return rồi, do nó return rồi thôi. E chấm, cái e này nó chính là cái form của chúng ta đây, nó hiển thị ra đây này. Đúng không? Bây giờ các bạn thử nhá. E chấm serialize thử coi nó có gì nhá. Cái gì đấy? Nó lưu rồi. Từ từ nhá. JavaScript form serialize array. Đây là jQuery rồi. Đây là jQuery. Tôi nhớ nhầm cái hàm của jQuery. Chờ đi. Đây là cái hàm của jQuery. Bỏ qua. Và data bằng new form data của e. Thử xem có được không. Form data không ra cái gì rồi. Ok, đây chúng ta sẽ có như sau. Để validate được ấy thì chúng ta phải lấy được cái giá trị của những cái thẻ input này ra. Chúng ta sẽ có như sau. Và username bằng document.query selector là thẻ input có type, có cái giá trị name bằng cái username đúng không? Tiếp theo là password pwd use type bằng password. Đây lấy hai cái này ra. Tiến hành console.log ra cái username cộng với như này. Sẽ lấy ra cái giá trị của username và password. Object chấm value. Tôi quên mất. Đúng nhá. Thì tôi thích chấm ở trên cũng được không? Thấy chưa? Lấy value. Sau đó chúng ta làm gì? Và flag bằng true
if username bằng với rỗng thì flag bằng false. If tiếp chứ, if password bằng string rỗng thì flag cũng bằng false. Đúng không? If phủ định của flag tức là flag bằng false thì chúng ta tiến hành là alert gì? Vi phạm rồi. Không biết vi phạm ở đâu. Cứ biết là vi phạm đã. Đúng không? Còn else thì đây là alert là hợp lệ. Đúng không? Đấy, chu đấy. Úi giời, mẫu gì đây? Đâu? À đây. Vi phạm đúng không? Điền đầy đủ vào. Hợp lệ đúng không? Được chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái này bằng phone rồi thì chúng ta biết chúng ta làm gì? Và error spend bằng bằng gì? Document.create element spend. Sau đó là error spend.inner text bằng vui lòng điền username ở một tài khoản. Đúng không? Error spend.set attribute là không. Style.color bằng red và error spend.insert after insert after cái ngu vãi này chấm value. Cái username thử cãi lỗi rồi. Ta debug rồi đó. Rồi, username bằng cái thẻ này. F10 xuống này. Error spend này bằng thẻ, cái này sẽ bằng thẻ spend này. Inner text này. Insert after không có. JavaScript insert after jQuery. Tôi nhớ là insert before thì có. Append. Cái này hơi khó rồi. Insert before. Thử
thử lại xem có được không. Không, không, cái đoạn này sai này. JavaScript append element append try. Cái này để ID là bằng username deep, ví dụ sẽ để thế. Document.get element by ID chấm append try là cái error span. Vi phạm này, vui lòng điền tài khoản, đúng không? Thì đây nó là cái deep thôi. Cái deep mà của cái này tôi sẽ giải thích lại. Cái nãy giờ tôi làm là cái gì? Như sau. Đầu tiên tôi có biến username này. Cái biến username này có thể là bằng cái thẻ, có cái in là cái thẻ input, có cái giá trị name, có cái giá trị name bằng username. Xong chưa? Tiếp theo tôi sẽ có cái pwd nó bằng cái thẻ. Tôi sẽ sửa lại nó bằng cái thẻ có input, có type bằng password. Tôi có một cái biến cờ, gọi là cái biến cờ gọi là flag bằng true. Thì tôi cứ ban đầu tôi cho là cái form này của tôi nó đã validate rồi, nó hợp lệ rồi. Sau đó tính tiếp. Tiếp theo nếu username.value, tức là cái giá trị của username ấy bằng rỗng, tức là vi phạm đúng không? Thì tôi sẽ set lại cho cái flag bằng false, tức là đã vi phạm. Sau đó tôi tạo ra một cái thẻ span bằng JavaScript, bằng cách sử dụng là document create element span. Span.inner text, tức là viết text ở giữa cái thẻ đấy, là bằng vui lòng điền tài khoản. Sau đó error span style color, viết inline style cho cái này bằng red. Thực ra viết dài dòng như này ấy, chỉ để khoe thôi, chứ còn thực ra là các bạn có thể viết như thế này cho nhanh. Span style bằng color bằng 2 chấm, xin lỗi các bạn, red này thôi, vui lòng điền tài khoản đấy, viết như này cũng được. Sau đó document get element by id là username user deep. Thực ra chúng ta cũng không cần phải viết như này, chúng ta có là va deep parent parent deep bằng username chấm parent, đóng mở ngoặc như này phải không, nếu nhớ không nhầm. Sau đó lấy cái parent này open try nhét vào hả, cái hàm này hả, viết lên đây hả. Open là thêm vào, open là dính vào đuôi. Tức là ở trong cái thẻ, đây là cái thẻ cha, tức là cái thẻ deep này đúng không? Tôi bỏ cái ID đi. Cái thẻ deep này, cái thẻ cha của thằng input là chính là cái thẻ deep này đúng không? Bây giờ append try, tức là nó nhét thêm một phần tử nữa vào trong cái thẻ deep này. Đấy là cái từ append. Được chưa? Chẳng biết cái này như là không có parent hay sao. Cho thử lại. Chấm value. Tôi sẽ bỏ cái Google đi cho nó đỡ rác. Lỗi rồi. Parent. Lỗi gì ấy? Username parent not value, valid không phải.
JavaScript parent node. Đây parent node. Ta tìm đến thẻ tra. À. Không phải nó nốt nem. Cứ tìm lại Java script này. Get DOM parent. Parent element, parent node, cái này chúng ta thử rồi đúng không? Chả nhẽ không được. Thử cái parent element này xem. Vẫn không được. Append try, tìm là tìm đúng rồi đấy, nhưng mà append try này chúng ta phải nó là một cái thẻ cơ chứ, viết vào thẻ span như này không được, text như này không được. Như này thì lỗi, nó phải là node cơ, thì chúng ta reload lại cái kia, cái mớ kia thôi. Nó phải là kiểu đối tượng cơ, đối tượng DOM thì mới append được. Còn để thẻ này là tèo. Đây, tôi sẽ bỏ cái này đi. Đây, chúng ta bỏ cái phần này. Nó sẽ có username.parentElement chấm append try error span vi phạm nhanh nhỉ. Vui lòng điền tài khoản. Đây là cách chúng ta làm, nhưng mà nó cái này nó hơi dài. Bấm lần nữa gì? Ra thêm cái nữa. Có gì đâu, bình thường mà. Thế vậy thì sao? Giờ thì muốn check thì check kiểu gì? Check cho riêng thằng username. Rảnh vãi. Tại sao không check xem là cái hàm cái element này nó có ở trong đấy không? Hử? Sao? Nhưng mà đi thi tôi chỉ cần chúng ta đến thế này là kinh khủng lắm rồi. Không cần nhiều. Làm tiếp theo check cho thằng password này. Thì chúng ta sẽ để là lại cái này. Và error. Chúng ta dùng lại cái hàm này là được. Create element rồi append try. Đây là cái password thôi. PWD. Ủa? Xong được nhỉ? PWD bằng rỗng này, phone này, inner text, vui lòng điền tài khoản. Sao nhỉ?
Ông chạy vào đây. À, pwd.value. Cả hai cái vui lòng điền tài khoản thì chúng ta đây là điền mật khẩu. Và cái hàm này chúng ta có thể tách hẳn ra thành một cái này, cái đoạn này này, chúng ta tách hẳn thành một cái hàm khác. Chúng ta có thể tạo ra cái hàm function ở đây là display error. Chúng ta có element và nhận là msg là message. Chúng ta có thể viết vào đây error span này bằng create element span này, sau đó msg thì bằng cái này inner text bằng msg, sau đó là tìm thẻ tra để đính nó vào, thì chúng ta có element.parent element, thì chúng ta có thể là copy cái này vứt xuống dưới này, gọi cái hàm này truyền cái pwd vào đây là vui lòng điền mật khẩu, thế là xong. Copy cái này về vào đây, cái này là user name. Vui lòng điền tài khoản. Xong, chạy thử. Đúng chưa? Code nó sẽ ngắn đi rất nhiều, đặc biệt là sau này khi chúng ta có nhiều cái form, nhiều cái field ở trên giao diện của mình nữa. Thì đây là cái phần validate. Nó không có quá nhiều. Thì chúng ta khi lưu ý khi tiến hành validate, khi submit một cái form thì chúng ta sẽ chạy vào một cái hàm. Trong cái hàm này chúng ta sẽ tiến hành là tìm các cái thẻ cần thiết phải validate trên form này. Sau đó chúng ta tiến hành lấy value của nó. Chúng ta sẽ có những cách validate, ví dụ như kiểu là kiểm tra require. Như này là nếu mà giá trị rỗng mà require, rồi kiểm tra có phải là số hay không, có phải là định dạng email hay không, đúng không? Rồi thì độ dài tối thiểu, độ dài tối đa, đúng không? Đấy là cho text. Rồi thì ví dụ như kiểu là giới tính chẳng hạn. Giới tính thì các bạn có hoàn toàn có thể là kiểu dạng là khi mà người ta có những cái field như thế này, giới tính. Giới tính. Ở đây là nam này. Đây là nữ này. Đây là khác này. Đúng không? Lúc đầu lúc ra thì nó không tự động check gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta không kệ đó, chúng ta không chọn giới tính thì cũng không được. Phải kiểm tra xem là một trong những cái thằng này hợp chết thì chúng ta mới cho phép người ta kiểm định. Đấy nó là những cái validate. Sau này chúng ta sẽ phải làm, tất nhiên là cái validate, ngoài cái validate kiểu dạng text, dạng check radio button ra, chúng ta còn một tỷ loại khác. Ví dụ như kiểu là file, nhập file vào xem có đúng định dạng không, thì cũng là một kiểu để chúng ta validate. Cái bài này nó sẽ có trong bài thi. Còn đây là cách làm. Thì tí nữa tôi sẽ gửi cái này lên trên LMS để cho chúng ta có cái tài nguyên để tham khảo bài ngày hôm nay. Còn ai thắc mắc gì nữa không? Hôm nay chúng ta chỉ học có thế thôi, hết rồi. Hả? Cái nào? Hai cái đầu là hai cái nào? Checkbox á? Gửi cả cái đấy lên ấy hả? Hay là nói lại? Đây có hết rồi ấy. Tôi gửi toàn bộ scope mà. Tôi giữ mấy cái này làm gì đâu? Cái app event listener ấy à? Hay là như nào? Sự kiện gì? Nếu các bạn muốn xem chi tiết sự kiện thì các bạn vào trong Google search là HTML event. Đây này, trong này rất là nhiều. Tôi chỉ đảo qua những cái hay dùng thôi nhé. Đầu tiên là onload thì tôi giải thích rồi đúng không? Nhét cái onload vào trong thẻ HTML thì nó chờ tất cả các cái thẻ HTML của chúng ta chạy xong rồi thì nó mới chạy cái đoạn code ở trong đấy. Được chưa? Tiếp theo là cái
ở cái phía Windows event này thì có mỗi con load cần phải chú ý thôi. Tiếp theo là cái form event thì chúng ta vừa làm việc với cái gì? Làm gì? On submit. Là bấm cái nút submit ở form hoặc là gõ enter xuống ở một cái input nào đấy trong form thì nó sẽ chạy cái sự kiện on submit. Được chưa? Chạy sự kiện thì tất nhiên là gọi một cái hàm thôi. Được chưa? Tiếp theo là on blur. On blur biết là cái gì không? On blur như thế này, đây là focus này, dí con chuột vào trong một cái input gọi là focus on focus, sự kiện on focus xảy ra này. Đấy chưa? Như thế này gọi là on blur này, kích ra ngoài, thấy không? Thấy chữ thường hiểu chữ hoa không? Nhá, đấy là on blur, đẹp trai chẳng hạn, đúng chưa? Đây là on blur. Gì nữa nhỉ? On train, cái này dùng nãy giờ rồi. On train sẽ dùng cho những cái thẻ, thứ nhất là thẻ input dùng được này, thẻ text box, thẻ check box dùng được này, thẻ radio button dùng được này, thẻ select dùng được này. Nó theo dõi cái sự thay đổi giá trị của các cái thẻ đấy. Nếu giá trị được thay đổi thì nó sẽ xảy ra sự kiện. Được chưa? Đấy là cái checkbox, cái on-chain BMW Audi. Đây. Đúng chưa? Checkbox, on-chain. On-focus thì tôi vừa mới nói rồi. On-focus là khi chúng ta kích con chuột vào một cái thẻ nào đấy, thẻ input hoặc là thẻ select. On input cũng có, nhưng mà cái này tôi chẳng dùng bao giờ. Những cái nào tôi không dùng bao giờ tôi sẽ không nói. On select, cái này cũng có dùng nhưng mà ít. Select là gì ạ? Bôi đen. Được chưa? Được chưa? Đấy là on select. Tiếp theo là keyboard event thì chúng ta phải nắm hết. Cái này nắm hết. Key down, key press, key up. Key down là khi chúng ta bấm phím xuống. Key press cũng là khi chúng ta bấm phím xuống. Nhưng mà hai thằng này có một tí khác nhau. Key press nó chỉ nhận những cái phím có giá trị. Ví dụ như phím số, dãy phím số, dãy phím chữ. Như những cái phím ví dụ như function, control, alt, rồi thì dãy phím F, SC nó không nhận. Nó không nhận. Được chưa? Còn khi mà key down thì nhận hết. Dùng gì? Không. Mỗi một phím của chúng ta nó sẽ là có một số. Nó gọi là key code. Đây nhá, tôi thử cho các bạn coi. Đây ví dụ như này, nó sẽ là viết cái alert ra đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi không viết cái này nữa. Tôi sẽ có
console. Bớt đi thì nó đỡ được. Ủa? On my function on key down. Thấy không? 69. Đâu? Chữ E đây. Chữ E này tương đương với key code của nó là 69. À. Được chưa? Phím Enter này. 13. Enter ở cái phím Enter ở trên này cũng vậy. Ở đây cũng vậy, mà Enter ở phím Enter ở cái bàn phím phụ cũng là đều là 13. Được chưa? Đây là bắt cái key code ở trong cái phím bấm. Đấy. Y là 89 này. U là 85 này, L là 76 này, V là 86 này. Nó có một cái bảng định nghĩa cái này. Thì các bạn cứ theo cái bảng để chiếu theo cái bảng đấy là được. Còn phím delete backspace ấy, thì nó là phím số 8. Được chưa? Cái gì? On key down. Viết event cái bạc. Event là sự kiện nhé. Còn this nó chính là cái thẻ. Còn các bạn viết event và nó là sự kiện. Được chưa? Sự kiện thì các bạn là lấy ra e.keycode bằng 13 thì thực hiện cái việc là submit kia đi. Là xong. Giả dụ em muốn xong cái này thì em muốn chạy cái xuống dòng thế chó được ở trong input này. Submit thì đây là cái ví dụ chúng ta sẽ nếu mà muốn submit gì? If e.keycode bằng 13 đúng không? Đúng chưa? Thì là document.getElement by ID chẳng hạn, đây là cái form. Đúng chưa? Chấm submit. Nó có hàm này mà. Được chưa? Ừ. Được chưa? Đấy là hoàn hạt key down, key press. Còn key up là nó nhận sự kiện khi mà thẻ nhấc lên. Cái này nó khác, cái key down và key up nó khác nhau. Khác nhau ở chỗ là khi mà key down là cái máy tính của chúng ta chưa kịp nhận giá trị, bấm xuống nhưng mà chưa biết giá trị của nó là gì. Được chưa? Nhưng mà khi key up thì là cái input của chúng ta đã biết giá trị của cái phím bấm xuống rồi. Được chưa? Đó là cái sự khác nhau. Mouse event thì là có on click, on double click, on mouse down, on mouse move, on mouse out, mouse over, mouse up. Thấy rồi, đấy là những cái hàm hay dùng là cái mớ này. Đố các bạn biết mouse move và mouse over khác gì nhau? Đố biết đấy. Mouse move và mouse over. Không biết à? Thử nhá. Đây. Đây là on mouse move đúng không? Thì nó sẽ gọi đến big img. Tôi sẽ tiến hành console.
Được chưa? Đúng rồi. Di chuyển cứ mỗi một lần nó nhích một pixel thôi là nó cũng bắt sự kiện, nó chạy một lần. Được chưa? Nhưng mà nếu mà tôi đổi cái này thành mouse over, sao nó nhận một lần thôi. Hai cái này là hai cái khác nhau. Trong cái mớ này còn cần hỏi gì không? Chắc là không nhỉ. Cái gì? Có gì? Drag event thì chúng ta cũng không cần quan tâm đến cái đấy. Mấy cái này không, hết rồi. Hết rồi. Sự kiện là chỉ có bằng đấy cái là cần phải lưu ý thôi. Còn lại là ít khi dùng, hiếm khi dùng. Được chưa? Đấy, bài hôm nay chúng ta chỉ có vậy thôi. Tôi sẽ đẩy code lên trên LMS. Hả? Có. À đấy, chưa tắt video.